VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Đã quá Pepsi ơi! Em ơi, em là ai anh không biết. Nhưng
em hát rất là văn minh, rất là international. Lẽ ra em phải tin vào cái phán đoán đầu tiên của em, nhưng em đã bị lung lay để bây giờ em phải tức như vậy. Em biết không, những cái người ca sĩ trẻ thì chắc anh không có rành bằng em, nhưng mà bạn này là một cái chất giọng rất đặc biệt. Thì tôi không biết là trong thời gian qua thì tôi đang làm gì mà tôi không được nghe tiếng hát của bạn, để ngày hôm nay tôi ngồi ở The Masked Singer tôi mới được nghe tiếng hát đi lần đầu tiên. Tại vì khi mà bạn hát cái bài này rất là hoàn hảo, nó nghẹn, nó từng trải, nó da diết, mà quan trọng là nó đàn bà. Một giọng ca mang chất hủy diệt. Hủy diệt giống như muốn đốt cháy hết tất cả trái tim của chúng ta đây. Cũng như là con nàng rất là yêu bóng đá. Sao anh biết là yêu bóng đá? À, tôi nhìn thấy giới thiệu trên màn hình. Mọi người đã quên đi dữ liệu. Trời ơi anh ba hay quá, sao để được chi tiết đó vậy anh ba? Điều thứ hai nữa là giọng ca này nhỏ nhưng có vỏ. Tôi thay đổi cái ý kiến ban đầu của tôi. Vâng, Lưu Bích Hữu. Cái này khác. Tôi nghĩ đây là một cô ca sĩ sinh tháng 5 năm 1995, Hòa Minh Di. Trời ơi trời ghê vậy, biết tháng 5 luôn. Em xin phép anh ba cho em được diễn giải lại cái VT nó một tí xíu. Trong cái đoạn clip VT có hai nhân vật xuất hiện, Công Phượng. Nhân vật thứ hai anh ba không thấy, Phan Mạnh Quỳnh. Cái điểm chung của Công Phượng với Phan Mạnh Quỳnh là gì? Đàn ông. Cái đó biết. Nguyên quán. Bạn này nguyên quán ở Nghệ An. Nghệ An. Chắc không? Chắc. Nhiều khi đã từng yêu một người ở đó, ví dụ vậy. Nhưng mà anh lý giải vì sao sự xuất hiện của anh Phan Mạnh Quỳnh? Dạ tại anh Phan Mạnh Quỳnh đẹp trai, hát hay, viết hay. Giọng nữ mà em. Ý tiên nói là bạn này quê Nghệ An. Dạ em không đến từ Nghệ An, nhưng mà em rất thích ăn đồ ăn Nghệ An. Ngon lắm, mặn mà nữa. Em biết không, nếu mà em bớt cái sự nhí nhảnh của em là chị đã không nhận ra em đâu. Chị đang nói một cái tên khác, nhưng mà tại vì em quá nhoi cho nên chị phải nghiêng về cái phán đoán ban đầu của chị. Thật ra Thành không biết bạn là ai một cách chắc chắn như tóc tiền đâu. Nói về trong nghề đi, những cái người mà có khả năng nhái giọng tốt mà hát tốt luôn á, có Nhật Thủy nè. Cái option thứ hai đó là Vũ Thảo My, tôi vẫn giữ cái option đó. Cái option thứ ba đó là bạn Gia Nghi, một cái giọng rất là sexy theo cái kiểu nghẹt nghẹt, hát ngắt nghỉ rất là đúng chỗ, xử lý cũng rất là tinh tế luôn. Thì tôi nghi là cái giọng này là giọng của Gia Nghi. Anh Thành biết bạn Gia Nghi mà anh lại không biết bạn này là em bất ngờ đó. Dạ, yeah, đó là lỗi của anh là không chịu nghe người hát hay. Dạ. Dạ, vậy anh Thành có mời em đi ăn một bữa để xin lỗi không ạ? Mình lạc nhau hơi lâu không ạ? Sao em biết anh sẽ làm lỗi với em? Lỡ anh đoán đúng thì sao? Em có mời anh đi ăn lại không? Em sẵn sàng vì chúng ta cùng cung hoàng đạo. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em có tìm hiểu anh rất là kỹ rồi, mà anh không biết gì về em trơn. Em nói thử của anh cung gì? Anh cung Bảo Bình. Anh là ngày xưa là cung văn hóa lao động, anh hay tới. Anh sinh hoạt ở bển. Trời ơi, sao nó biết mình em Bảo Bình? Em nói cung Bảo Bình chia cho chị ra nữa đó. Ừ. Sao biết em nói ta kia nói không thật? Đúng rồi. Cái này là ngộn nè. Bây giờ manh mối chúng tôi sắp mang ra sẽ làm cho mọi phán đoán nãy giờ của quý vị sai hết. Nếu đã làm chúng tôi sai, đừng mang ra. Hả? Nhưng mà nó sẽ làm hội đồng đến gần với đáp án hơn. Nào, xin mời manh mối. Bữa kêu ra bình thường không được, phải câu ra câu. Trời ơi. Bộ mang cái gì nặng lắm hay sao mà dữ vậy? Em cầm một cái vật bằng kim loại, nó rất là giá trị, mà để lâu ở dưới nước nữa bưng lên rất là nặng, bởi anh phải quăng cái lưới cho em đó. Rồi nên cột lưới lại cho em, giới thiệu về cái đồ vật này. Đối với cá là ai cũng có cái lần đầu á đó. Ví dụ như lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên biết yêu và lần đầu tiên chạm tay tới sự nghiệp. Đây chính là một cái thành tích mà lần đầu tiên miêu quý tộc chạm tay tới sự nghiệp, chính là một nút bạc. Nút bạc đầu tiên của miêu quý tộc. Cái này thiệt luôn hả? Đây là thông tin em nói thiệt đó. Còn có thông tin gì thêm về nút bạc này không? Không, miêu quý tộc kia em giấu đi. Giấu đi, để cho miêu quý tộc tự nói. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn bé cá lóc nha. Cảm ơn anh. Bây giờ mình sẽ lắng nghe miêu quý tộc chia sẻ tại sao cái món đồ vật này lại quan trọng như vậy. Cái nút bạc đó là nó đại
đại diện cho cái sự tri ân và cảm ơn người yêu cũ của em. Em đã biến bao nhiêu là người yêu mới thành người yêu cũ để có nhiều cảm xúc hát cho khán giả nghe. Qua cái nút bạc này em cũng muốn chứng minh em nhìn có vẻ nhiều tiền, nhưng mà thật ra là em còn nhiều bạc nữa. Cho nên là hôm nay mới có cái nút bạc đó. Không phải là tôi lắc này nha mọi người. Bắp ơi, em đưa cái này ra chi cho người ta rối hơn nha bắp. Thì đó. Miu Quý Tộc có thể cho qua Quy hỏi là Miu Quý Tộc có tham gia chương trình Việt Nam Idol đúng không? Dạ anh lộn với ai rồi? Vòng đầu em có trả lời là em không tham gia cuộc thi nào hết. Một lối thoát là đi tới một cái lối cục khác. Trời ơi, chị Tiên bị lờ, xong anh cũng bị lờ. Tâm lý yếu dữ. Nhưng mà nãy giờ mình nghe cái giọng nói thì tôi vô cùng thất vọng vì tôi đã sai nữa. Không nữa. Cái giọng này không phải giọng Hòa Minh Di. Anh ơi, Hòa Minh Di nhảy được tiếng Nam đó. Ở vậy hả? Dạ em nói giọng Bắc nữa. Tao nói giọng Bắc cho anh ba nghe coi. Dạ giọng Bắc đấy ạ. Nhưng mà anh ba có công nhận những cái người bạn ở Vinh, Nghệ An á, họ nói được cả hai giọng, hai miền. Anh ba có thấy vậy không ạ? Giọng Nghệ An là vui lắm, nói rất hay, nghe là biệt liên. Giọng nói đi lên luôn. Nói chung là giọng người Nghệ An nên nói chuyện chung chi nó cao trên cao đấy. Em hiểu hết á, em cũng thích lắm. Tại em có ăn đồ ăn Nghệ An rồi ngon. Thôi đừng xào mô, chưa đi Nghệ An mà ăn đồ ăn Nghệ An. Gì anh Thành đâu phải người Nghệ An đâu, anh Thành cũng nói được tiếng Nghệ An vậy. Thấy chưa, quay vòng vòng chưa. Trả treo dễ sợ. Vậy là mà chơi ma sói là mọi người thua á. Em là... Tiên thua đầu tiên. Trời tức cái bà Miu này quá luôn trời à anh. Trời ơi trời. Bây giờ nó là con mèo hay là Harry Won vậy? Không biết. Đây là một chiếc Miu vô cùng tự tin nha. Bạn này nên đi xa với chương trình bạn này, quá thú vị đi. Rất là xứng đáng luôn anh. Thông minh, hay duyên quá. Dáng chọn chốt bài sổ. Hay chốt sổ. Chúng tôi cần một cái tên. Woo Wee ạ. Trần Hà Nhi. Em ý kiến đây. Dạ em ý kiến. Em buồn nên Woo Wee nhất trong cái dòng này luôn. Không có cái nghệ sĩ nào mà đặt cái tên là Trần Hà Nhi trơn. Nghe nó sớm. Kỳ cục lắm. Dễ thương. Miu ơi, chị bảo đảm bốn người ban cố vấn chỉ có mình chị là nghe em hát rồi đó Miu. Anh Thành anh nghe em hát lần rồi mà anh không nhớ. Cái gì? À, lúc đó anh có vợ rồi. Chứ anh không có vợ là anh nhớ em. Nói lại, anh có nghe em hát rồi hả? Anh nghe em hát một lần rồi, đúng một lần duy nhất. Chắc không? Chắc luôn, thề mứa đảm bảo. Nếu có nghe thì anh chỉ có nghe Vũ Thảo My thôi, anh sẽ chốt em là Vũ Thảo My. Yeah. Vũ Thảo My, chốt. Anh ba ạ. Hả? Bây giờ hết hồn rồi. Dạ. Vẫn giữ lập trường Hòa Minh Di. Hay. Yeah. Hòa Minh Di, cảm ơn anh ba. Tiên thì sao ạ? Thôi thì lỡ sai thì chịu nhục thôi, không sao hết. Hà Nhi. Hà Nhi. Hai chị Tiên đoán sai vòng này không sao. Ta tứ, ta tứ, tài đẹp. Ta tứ, tài đẹp. Trời ơi. Miu duyên dáng quá. Nó lành quá. Bà đó là bà phải gửi qua ở chung với cái bà O Sen. Trời đất ơi. Hai bà gây lộn giọng ba miền mới vừa cái nết của bà. Bà bướm mặt trăng nữa. Bà bướm mặt trăng nữa, đúng rồi. Trời ơi. Nghe, bà với bà bướm mặt trăng với bà O Sen, ba bà ở chung một nhà là thế nào tới cuối tháng mở ra cũng mất một người. Tôi nói thiệt, cỡ gì vậy. Hai đứa còn lại bóp cổ. Và thứ gì để bảo mật danh tính Miu Quý Tộc, chúng tôi sẽ mời hai vệ sĩ bước ra và hội tổng Miu Quý Tộc vào trong ạ. Xin mời. Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư xem đồng thời trên Vion.